ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong quá trình hội nhập quốc tế hiện nay. Rất nhiều hoạt động ý nghĩa đã được tổ chức cho sinh viên trong dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Nhiều ngày nay, công việc dựng trại và trang trí trại với chủ đề Không gian văn hóa Việt, vật thể và phi vật thể, truyền thống và hội nhập đã được các em sinh viên cùng các thầy cô giáo trường Đại học Đại Nam dành nhiều công sức thực hiện, từ khâu lên ý tưởng đến chọn vật liệu rồi tiến hành trang trí thực tế. Một không gian văn hóa cổng chiêng Tây Nguyên, làng quan họ, ca trù, ngôi nhà Bắc Bộ, đồng bằng sông Cửu Long hay văn hóa các vùng lãnh thổ trên thế giới tập trung vào 12 quốc gia tham gia Hiệp định TPP đã được dựng lên, tái hiện đầy đủ những nét đẹp đặc trưng của văn hóa Việt Nam và thế giới. Chương trình văn hóa Việt truyền thống và hội nhập lần này thì mang lại cho sinh viên bọn em rất là nhiều những trải nghiệm khác nhau. Đầu tiên là sẽ giúp cho bọn em ngoài những cái kiến thức được trang bị ở trường đại học thì còn làm cho bọn em có thể hiểu hơn về truyền thống văn hóa của Việt Nam mình. Và bên cạnh đó thì còn giúp bọn em có thể có những kiến thức và hành trang để có thể hội nhập quốc tế. Em thấy đây là một hoạt động rất là có ý nghĩa. Ngoài việc là cho bọn em thêm những cái hiểu biết về những nền văn hóa, cho bọn em thêm những cái hội nhập về thế giới thì quan trọng hơn cả là cho bọn em những cái buổi vui chơi và giải trí, những cái giây phút cho thầy trò đoàn kết với nhau để cho thêm tình gắn bó. Hàng trăm sinh viên toàn trường đã cùng nhau nhảy điệu nhảy tập thể flash mob để truyền đi tình yêu và thông điệp về trách nhiệm của sinh viên với việc bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc trong bối cảnh hội nhập văn hóa quốc tế hiện nay. Chúng tôi muốn đưa một cái thông điệp đến với sinh viên là đất nước chúng ta mà muốn phát triển thì rất cần phải hội nhập ra thế giới. Tuy nhiên là lớp trẻ muốn hội nhập văn hóa thế giới thì đầu tiên phải hiểu và yêu văn hóa của nước mình. Mỗi năm gắn với một chủ đề khác nhau hướng đến những vấn đề mang tính thời sự của đất nước. Các hội trại như thế này đã mang lại cho sinh viên cơ hội được trải nghiệm, dạy cho các em những kiến thức về cuộc sống bên cạnh các môn học trong nhà trường. Từ đó, góp phần giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ với nhà trường, gia đình và xã hội, đồng thời gắn kết tình thầy và trò. Vòng sơ khảo toàn quốc cuộc thi Cùng Đức Việt thắp sáng những ngôi sao buổi sớm và trở thành trạng nguyên tuổi 13 vừa được tổ chức. Có thể khẳng định hai cuộc thi Cùng Đức Việt thắp sáng những ngôi sao buổi sớm